anh mới gọi điện thoại cho ông Linh Mục Tân tới anh đặt vấn đề. Thì ông Tân nhận lời. Ông Tân nhận lời thì anh mới với lại 13 người đi. Tổng cộng 14 người. Thì đến nơi đó thì ông Tân mới báo động. Và lẽ nhiên là họ có sắp xếp trước này. Báo động thì khóa cái cổng nhà thờ lại. Và bắt đầu là hành hạ rồi là bắt ngồi làm tờ khai nữa. Mà nói lên nữa, tôi xin lỗi này cái đại khái này kia này, tôi cam kết là không ấy. Nhưng mà cái vấn đề đó, nó đặt ra ở đây là chính 14 người này đó lại bị công an trừ phạt. Hình như cái số tiền phạt là 750 triệu. Lý do? Thì lý do là tới phái nhà thờ. Trong khi chính ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân này và những cái người giáo dân đó, tôi đặt ra đây là những người thay mặt công an Xuân Lộc đang làm câu chuyện an ninh là sao? Họ ép những người này ngồi xuống và họ đánh có những anh như là anh Nghĩa đó, có bị những cái vết thương trên bầm trên người này kia đại khái đó. Thì những cái chuyện đó là họ đánh ngay trước mặt công an mà công an không ra tay cản hoặc là, và bây giờ đó thì lại đưa những cái người mà coi như là những người bị oan đó, thì giờ lại bị phạt, còn những người đi đánh người ta đó thì lại không bị phạt. Thì bây giờ hỏi thăm các bạn, các bạn nghĩ như nào? Có thể mình nói đây là cái vấn đề đụng hơi đụng chạm tới cái hệ thống công an pháp lý Việt Nam. À, thế nhưng mà các bác có quyền nói hoặc là không nói. Còn tôi là tôi nói rồi, tôi nói cả hai ngày hôm nay rồi trong cái live stream của tôi. Cái sự kiện mà ông Nghĩa này ông vào nhà thờ gặp ông Tân, ông cha Tân, Tân hay Tân? Tân đó. Nguyễn Duy Tân. Duy Tân đó, nó có cái trên giấy tờ là được mời hay không? Cái đó là một cái văn kiện để chứng minh là họ tới đó một cách hợp pháp. Còn nếu mà anh vào trong cái giáo phận của ông cha ông lừa đó, vào trong cái giáo phận rồi ông đóng cửa ông đánh, ông cho dân đánh á, cái đó nó có bằng chứng nhiều không để đưa ra tòa? Cái sự kiện này chỉ giải quyết ở tòa thôi. Cái chính phủ của Việt Cộng nó phạt đó là dựa trên cái danh nghĩa là mấy ông này không có sự giấy tờ hợp pháp để vào cái giáo phận, thì ông bị nhà nước Việt Nam phạt. Còn cái vấn đề mấy ông này bị đánh có giấy tờ nhà thương, có đưa ra tòa để phản kháng lại cái chuyện đánh đó, cái sự kiện này sẽ xử ở ngoài tòa. Ông anh trong khoảng có lẽ anh không nắm vững cái vấn đề này. Tất cả những cơ sở tôn giáo đều có một câu rằng nhà thờ luôn luôn mở rộng cửa. Thành nhá, người ta tới, người ta chừng nào người ta phá thì lúc đó anh mới đánh. Bây giờ cái chuyện đấy không anh cứ để cho tôi nói này. Okay. Cái vấn đề đó là anh Nghĩa có gọi điện thoại và được cha Tân vào nhận lời để gặp. Họ đã có ghi âm vào trong điện thoại. Để không có thơ mời, không có ai thơ mời, tự nhiên ông Tân ông mời anh này làm gì. Nhưng mà vấn đề chúng tôi đặt ra đây, okay, dù có thơ mời hay không có thơ mời nhá, ông cha có quyền gọi giáo dân tới oánh người khác không? Đấy, cái đó cái vấn đề, cái đấy cái vấn đề. Và họ có video quay đầy đủ hết. Có đầy video quay đầy đủ hết. Và họ gài người, gài ông, một ông khác, ông Nghĩa là ông Hiếu Nghĩa, mang một khẩu súng. Okay, mang khẩu súng. Nó gọi là mình, bên mình gọi là air pistol đó. Thì cái air pistol đó để đi bắn chim, bắn chết rồi. Nhưng mà vẫn, ở Việt Nam vẫn là cái bất hợp pháp. Thế nhưng mà đó, cái chuyện người ta có tới nhà ta có đập phá nhà mờ nhà thờ mình không? Đấy. Tại sao mình tới mình lại khóa cái cửa lại cho mình ở trong đó mình đánh? Thì cái vấn đề tôi đặt ra đây, cái câu hỏi của tôi, anh có quyền cho người ta tới và anh đóng cửa lại anh đánh người ta không? Cái chuyện đánh là không được quyền rồi, đánh đấy, người à, đấy đó quyền. Thì đó. Nhưng thì bây giờ tại sao những người bị đánh lại bị phạt tiền mà trong khi những người kia lại không được, không bị đưa ra tòa? Bây giờ đem ra tòa thì tòa xét xử thôi. Đó. Không, họ không đưa. Tại vì họ không đưa, chứ nếu cái chuyện này chỉ có giải thì đó thì là đó mới là cái đấy của vấn đề, là mới vấn đề mình đưa ra đây. Tại sao những thì sao vậy đó? Ở đưa ra tòa mà bị làm chìm xuồng. Không có đưa ra tòa mà không phải chìm xuồng nữa, mà đây là cái vấn đề tại sao nhà nước Việt Nam không dám đụng tới công giáo. Bác Cường nói đấy. Tại vì họ mạnh quá. À không, nó không hoàn toàn không hoàn toàn mạnh quá, là bởi vì rằng mình phải hiểu là cái
những các cái phong trào áo đỏ áo vàng, phong trào này phong trào kia đó, thanh niên cờ đỏ cái điếc ấy là họ cũng tôi gọi phong trào áo đen. Vâng, không là họ cũng cái phản ứng nó rất bồng bột. Đúng, khó mà chỉ huy. Và mà khi mà nhất là cái nhà thờ này gọi điện thoại cái gì đó, nhà thờ này đã răng một cái bẫy. Đúng. À, đấy. Đã răng một cái bẫy. Bẫy đưa cho anh ta tới. Đó, để anh ấy tới và khóa, như theo cái tường thuật của anh ấy là khóa cửa nhà thờ. Vâng. Rồi thì có cổng. Vâng. Rồi thì ông cha ông ấy đứng cầu đứng. Cứu không ông ấy. Ông ấy gọi giáo dân, đây là cái nguyên tắc. Bao giờ mà ông thấy nguy hiểm, ông còn trông vào ai? Kéo chuông nhà thờ luôn. Đúng. Gọi giáo dân tới. Đúng. Để mà hộ vệ ông ấy. Ông ấy vu vạ rằng thì là mấy thằng này tới định giết ông ấy. Đấy, cái câu chuyện đó là đúng. Tức là rơi vào cái bẫy. Rơi vào cái bẫy, đúng rồi. Thì cái chuyện này mình công an nó đứng đó và quay video, thì cái chuyện này đem ra tòa mọi việc nó sẽ đâu có, mắc ra, nó đâu có cho công an vào. Không, mãi về sau cuối cùng nó trên nguyên tắc không, anh trong phạm đang nói là có video đại tham đưa người ta quay video có công an đứng ngay đây cầm quánh Nguyễn Trọng Nghĩa có đàng hoàng, có công an chứ. Cái này cái chuyện của nhà nước Việt Nam phải đưa ra tòa thôi, tại sao nhà nước Việt Nam không đưa ra tòa? Thì đó cái vấn đề đó, tôi muốn đặt vấn đề tại sao lại phạt những người kia, những người kia bị phạt rồi, ok, thì bây giờ đó thì phải phạt những cái người mà đánh người ta chứ, mà những người kia họ không đánh ai hết đấy, chỉ có tòa mới phán quyết là bị phạt sao thôi. Mà chưa kể là ông giáo mục của giáo phận Xuân Lộc là ông gì, là ông Đinh Đắc Đệ, cái gì ông nói không biết, thì ông lại còn nói là ông lại đổi ngược lại là nhà nước bao che cho cái nhóm này tới đây. Thì tôi có nói với lại Nguyễn Trọng Nghĩa, các cháu, okay, theo nguyên tắc tại sao Việt Nam Cộng Hòa đánh mà thua, tại vì mình đi vào trong một cái chỗ mà do địch nó chọn địa điểm. Anh mang quân đi vào, thằng bạn tôi cái trinh sát dù kiểu đàn anh đi vào trong bến cát, hầu như trung đội nó 20 mấy người chết hết, là Việt Cộng đội cát ra lên quánh động thổ. Mình vào trong nó để mà trong lên chỉ chém đầu không, quánh bằng mã tấu. Mình vào trong nó, trong nó bật lên trong nó là ấy. Và chưa kể lúc mà lại bị một cái cơn bão ở chỗ ấy. Em mà 16 này mà bị bão của là bị kẹt đạn không bắn được, trong khi súng AK nhúng xuống dưới bùn kéo lên vẫn bắn được. Thì bây giờ mình không bao giờ mình nhận một trận đánh mà mình đi vào trong cái địa phận của địch. Đó là tại sao mà trận ấp Bắc bị đấy. Ấp Bắc mình cũng vậy, đi vào cái trận địa mà do địch nó gài bẫy ra. Thì tôi có nói với Trọng Nghĩa, cháu đã bị ông Việt Tân ông lừa rồi, ông nhận lời với cháu, nhưng một mặt ông sẽ nói cho cháu lên khi nào ông dịch chuông lên, là theo luật của nhà thờ khi mà cha đã dịch chuông tức là cái đoàn mà thanh niên công giáo mà bảo vệ cho cái giáo sư đó, họ có bổn phận phải tới để bảo vệ cái cha. Thế họ có sẽ coi chuông nhà thờ chỉ dịch cái khi nào có thánh lễ chủ nhật thôi. Đấy. Chứ mà bây giờ hoặc là tối thứ sáu thường là có cái lễ chầu thứ sáu. Đấy. Thế thì bây giờ tự nhiên ông dịch như vậy là người ta tới, chắc chắn là có dặn nhau rồi. Thì cái thằng Hiếu Nghĩa nó mang một cái khẩu súng air pistol tới và nó nói là của đoàn biểu tình. Thì tôi nói rằng á, mang họa đấy, mang họa tới. Thì Trọng Nghĩa nó bảo là cháu không biết ông Hiếu Nghĩa này. Thì ông Hiếu Nghĩa này ông nói là ông ở phía bên biểu tình, chứ có phải rằng là có vẻ để thêm một cái lý do nữa là để rõ ràng tụi này mang vũ khí. Nhưng mà một khẩu súng, okay, nó bắn tối đa 12 viên, trong súng lục thì chỉ bắn tối đa 12 viên, hoặc là 7 viên, hoặc là 9 viên. Nếu mà súng rù lô đó thì chỉ có 5 viên hoặc 6 viên thôi. Thì như vậy đó, 6 viên đạn hay cho 12 viên đạn á, dù có bắn đi nó chết 12 người giáo dân đi, thì cái đám này có được yên thân hay không? Thành ra cái vấn đề mà mang khẩu súng đi đó,
Thế nó chỉ là một thêm một yếu tố để mà nó buộc tội cái nhóm mà tới đây á. Tôi nói rằng á, là Nguyễn Trọng Nghĩa bị lừa vào cái bẫy. Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam họ không có đưa ra tòa, họ vẫn giữ cái sự kiện đó. Khi nào cần họ đưa ra tòa, thế nếu mà họ quay phim như vậy, họ sẽ tìm ra manh mối sự thật là ở đâu. Không, phim đã chiếu lên rồi, anh có rất là rõ ràng cái điều, cái điều này cái vấn đề là họ tại sao không làm nhà nước không muốn đưa ra tòa, đó là chuyện của đó đấy, đó cái đó là cái câu chuyện đó. Thành ra xử phạt mấy người này, tức là xử phạt mấy cái người người nhà của mình trước đó, xử phạt mấy người nhà của mình trước cũng đã quá bồng bột, quá làm sai để rơi vào cái bẫy, phải không ạ? Rồi lúc bây giờ thì mới có thể nói chuyện vô tư được. Nhưng ngay từ lúc đầu mà không xử người của mình thì nó thành ra là... Tôi thấy mình... hồi đầu tiên đó là cha kêu hai ông Trùm tới. Hai ông Trùm thì là rất là mạnh mẽ mà rất là đạo ác. Tôi thấy... Đây. Ông Trùm này nghe thấy nó Trùm rồi thì nặng lắm đó. Trùm là ngày xưa mà đi nhà thờ đó là mấy ông đó là cầm roi bay đánh mấy cái đứa mà xem lễ mà không nghiêm chỉnh cái gì đó. Tôi tuần trước tôi đưa một cái hình một con chó nó ngồi trong một cái quán bar trên một chai bia, một ly bia. Thế tôi mới đố, tôi bảo đây là một ông Trùm của Bôn Sa, rồi đố quý vị biết là ai. Ui vậy người ta đoán, ông người nói Ngô Kỷ, người nói thì Trần Nhật Phong, người nói Phan Chỉ Nhơn, người nói đủ hết. Thế tôi hỏi như bác, ngày hôm sau bảo bác Hùng trả lời đi. Thế anh nào sủa nhiều nhất là đó, là ông đó. Tôi không nói tên này hết, anh nào sủa nhiều nhất là ông đó. Bây giờ đó thì... ở Việt Nam mình bây giờ đây thì cái có những cái xây dựng rất là hay, đẹp lắm. Cái xây dựng hay nhất là bây giờ cái toàn bộ những cái cầu mà ở tỉnh Quảng Trị sẽ được thay thế hết. Và bây giờ